cả là đều là đèn chuyên dụng nhất, chịu được rất nhiều cái yếu tố thời tiết khắc nghiệt của cái vùng cửa biển, để trang trí cho toàn bộ phần vòm cầu theo đúng cái chủ đề là bình minh trên cửa lục. Cái cầu này thực sự là một bước phát triển của tỉnh mình, và hai nữa là mang lại ý nghĩa rất đẹp, nối liền giữa thành phố Hạ Long và bên Hoành Bồ.